À, người anh rồi, có tí khởi sắc CM. Người anh CM. Wow. Ba lô. Bion. Ê. Ê. Hàng về chưa nào, hàng về chưa để mở đâu. Ôi, em Long hồi hộp đây, em Long hồi hộp. Gói huấn luyện viên thì cũng được này, có cái chua cũng được này. Vật. Quả này ra cộng 8 là giỏi rồi. 8 là giỏi rồi. Hay. 8 luôn. Ui, Sanchez chỉ số 97 à. Sanchez chỉ số 97 thật. À, sáng suốt. Ngon đấy, mở gói này sáng suốt anh em ạ. Mà cộng 4 là được rồi. Ui, không qua đường hầm. Gapo à. Gapo. Không đến nỗi quá nát nhưng mà cũng không ngon. Không ngon. Cái sự kiện này mấy cái gói quà mốc nó không ngon thật. Còn Nominit này à. Lê Wan là chuẩn bài. Son với Lê Wan. Yeah. Son với Lê Wan rồi nào. Gói này thì tôi thấy nhiều anh em nạp mở được. Qua hầm rồi này. Ý à. Tờ Ý lờ mờ. Em có muốn trêu anh à? Vãi. Còn phải chạy chậm nữa chứ. Đá tiền vệ cánh trái mà chạy chậm nữa chứ. Còn cái gì để nói ta. Gullit là đẹp. Không cần nhiều đâu mà. 107 Gullit là đẹp rồi. Ôi giời, người Đức ạ. RB, thế nào là Philip Lâm. Philip Lâm mà mình chỉ số rồi. Phải còn khó đá. Ôi giời, anh Lâm ơi. Chỉ số thì lẹt đẹt mà ra vỗ tay vỗ chân hoành tráng thế. Ông cứ đứng im cho tôi nhờ. Pháp CB thì Umtiti mà CDM thì là Kante. À, người anh rồi, có tí khởi sắc CM. Người anh CM. Wow. Mày đây. Có tin mãi đâu. Uầy. Cái gì vậy? Ồ, cái gói vớ va vớ vẩn này mà. À. Ôi giời ơi. Nói thật cái rate của cái gói này nó rất là tệ luôn. Gói 98 cộng. Mở ra riêng ra không ạ? Ui. Con này thì mình nghĩ là cũng nhiều người mở ra rồi chứ làm sao vậy, là con đầu tiên của server được. Chắc là nhiều người mở ra rồi, nhưng vấn đề là mở ra từ gói 98. Ví dụ là mở ra từ những gói 101 các thứ thì ok đúng không? Gói 101 mà mở ra riêng ra thì nó không quá bất ngờ. Nhưng mà đây là gói 98 đâu. Gói 98. Mở một gói cái bằng cả sự kiện luôn. Đây, đây là gói Seamus Coleman và Rui Patricio đây. Những người bạn thân đã đi vắng rồi. Quốc Long đã phang 30 sao vào mặt sếp. Em yêu sếp đúng hàng tuyển anh luôn. CB à? Godin à? Con nào? Cotet. Thằng này mới loại Arsenal xong. Cũng được anh em ạ. Gói này mở ra con này vẫn được. Con này 102. Mặc dù là giá trị sử dụng không cao lắm. Cotet thì cao mấy 96. Có team color Liverpool. Gói này là gói mà thường là chúng ta sẽ mở ra Rui Patricio với lại là Seamus Coleman. Nhưng mà con này thì cũng được. Con này thì cũng được. 117 tính giá phôi là cũng là ngon rồi. Còn hơn mấy con kia. Như này là bú rồi. Gullit này. Gullit này. Cờ Hà Lan này. Người Ý à? Người Ý ST. Malo. Malo cũng ngon. Malo cũng ngon rồi. 103. Gói 100.
Gói này nó cào xuống đến Petrocek với lại David Simon, mở ra con này nó ok rồi. Ngày hôm nay mấy gói của Long là toàn thơm ngon. Premium Line ôn cộng 8. Gói này ra thủ môn với lại hậu vệ biên là đẹp. Chứ còn tiền đạo thì nó không sử dụng được mấy. Thủ môn là đẹp. Thủ môn thì gói này có thể ra những con, ví dụ như là tôi thấy con Robert Sanchez bắt cũng hay này. Long Kiro gửi 10.000 lớp dù bay lên. Tốt minh phủ này. Phân vòng em 5.625. Thủ môn là đẹp, lúc này lại cầu cho thủ môn này. Nick Pop. Cái gì đây? Lô tôm 3. Cũng được, RB cũng được anh em ạ. Con này chắc là cao to, người Thụy Sĩ thì chắc là cao to. Hello. Con này nó lại không cao to không ạ? Cày thế. 1m77. May mà nó không quá bé. Nó lại không được như mấy cái quả em ba bu các thứ. Nó lại không to không ạ? Thằng này lại còi. Đau. Mà. Mấy cái gói này thì cứ hạ thủ môn với lại là hậu vệ cánh là ok. Cái đẹp nó ra tiền đạo. Kevin Gamero siêu tầm thôi, hoặc là đập 9. 93. 93. Ra cái gì ta? Cavanier cũng được cái chứ nhở, tuyển Anh à. Cavanier thằng này thằng Anh. Ồ thằng này to cao là đã được cái cục xúc à. Có hai anh em nhà Tavanier cơ. Chú này được nhá, chú này được nhá. Chú này được nhá. Gói này thì Dô Béo là giá cao nhất rồi. Nhưng mà bản thân Dô Béo cũng không có nhiều người xài, vì bây giờ người ta xài con Bet ở World Cup. Bet World Cup hay thật. Còn này con Bet World Cup rất hay. Nào. Lấy Dô Béo là có giá trị thanh khoản. Dễ bán. Ô lại người Ý à? CF Del Piero rồi anh em. Del Piero rồi. Hello. Del Piero. Cậu tạm chấp nhận được. Nó nằm ở cái khoảng giữa. Tầm top 30. Có thể làm phôi. Cờ Pháp. Cờ Pháp. Úi dồi. Messi à? Messi. Câu 114. Cũng luột đấy chứ. Messi là quả này bú rồi. 100 tỷ. Hôm qua Messi vừa mới thua. Qua xem trận đấu PSG đã chán bạn. Varane là đẹp. Ui rồi, một up rồi, up rồi. Ui cái gì đây? Hugo Sanchez à? Không. Javier Hernandez, mình. Hugo Sanchez không có mùa này. Hugo Sanchez không có mùa này anh em ạ. So với cái gói đấy thì cũng không đến nỗi xịt lắm nhưng mà nó lại mìn chỉ số bao giờ thì còn nói làm gì đúng không? Gói LBS cộng à, LBS 100. Gói này chỉ cần ra Beckham thôi được rồi. Không cần phải ria ra đâu, Beckham thôi được rồi. Beckham thôi được rồi. Beckham thôi được rồi. Cờ Anh. Đấy. Đúng không ạ? Oh my god. Lạ ghê. Tao này thiêng thế nhờ. Thiêng thế nhờ. Ngon vãi. Team Real luôn nhá, Team Real của bạn ấy luôn. Nhưng mà tôi nghĩ là nick của bạn ấy 10.000 tỷ thì con này chắc không có chỗ đá. Gói cap 101 cộng à? Zidop à? Hay là Van Ginken hay là cái gì ta? Ở hôm nay mặc quả áo Kata. Có vẻ thiêng. Con này mà ra Beckham nữa thì mẹ lại quá đỉnh. Không ạ? À? Tiếp tục là Beckham nữa thì mẹ quá đỉnh. À, Hagi. Rayan, Hagi, Rayan. Xịt. Gói này xịt loại. Mình. Hàng Rayan nhưng lởm anh em ạ,
Dạ. Hôm nay mở thẻ ngon thật anh em, lâu lâu mới mở kèo, ngon thế nhở. Nó làm cho mình thì cũng bấn bấn lại, cũng muốn mở thẻ anh em. Mình cũng muốn mở anh em ạ. Chỉ để ngứa ngáy thế nhở. Cứ ra cộng 8 qua đường hầm là vui rồi. Không cần nhiều. Không cần nhiều. Nhưng mà nhiều thì cũng tốt. Ôi giời xịt. Cái đẹp thì mặc kệ lê lê. Phôi. No minute. Lewandowski. Một chàng trai đến từ Ba Lan. Xịt khói là cái chắc. Ồ, vẫn người Anh à? Rick James rồi. Hello. Xịt anh em. Chỉ số thấp quá. Rick James. Giá trị sử dụng thì cũng được. Chỉ số thấp quá. Phải tự đập. Cần gì mà mở. Cứ mở cho anh em nó hên, chứ mở cho chính chủ nó cứ thế nào. Đập thẻ toàn xịt. Mở. Nào. Ồ, người Pháp à? Người Pháp CM. Tuyệt ra. Min chỉ số nhưng mà giá thì chắc cũng được. Giá này cũng được anh em. Ôi giời. Bruno à? Trời ơi, cộng 2 đấy chứ. Cày. Hôm qua Mi chó Vic pressing trọng tài phát ăn thẻ đỏ anh em thấy không? Tuổi gì so với Bruno. Pressing trọng tài người ta cũng cần kỹ năng đấy. Không phải ai cũng pressing trọng tài được đâu. Nào. Làm con cờ Anh nữa nào. Ui, xứ Bale à? Bale lại không ra Bale. Bêu lại không ra bêu không ạ. Quay Hennessy. Con này bắt được. Con này bắt vẫn là còn được. Hennessy còn xài được. Nè, quả đấy ra bêu thật nhỉ. Ra bêu thật thì cũng là lỗ hũ. Nó lại ra con này. Chuẩn ác luôn. Chuẩn ác chính chủ luôn. Nào. Quả này mà ra mẹ Rui Patricio nữa thì gọi là mẹ chuẩn combo. Đấy, anh em dụ tôi nạp đây. Anh em dụ tôi nạp đây. À không, cái này mình có nạp đâu. Gà rán nạp cho. Tính ra gói này mình mất có 1000 MC thôi. 5 lít rồi. Nào. Gulit cap vào sút cháy sườn luôn. Ôi giời ơi. Hết nước mắt đi. Nhìn thấy quả cờ là em biết rồi. Là em biết rồi. Lệch đi đâu được. Simon sợ đéo không lấy Simon. Tôi lại sợ Simon. Anh em, tôi lại sợ ông ạ. Gullit. Ui, Tây Ban Nha EBS. Bion không, tạm gỡ được tí anh em ạ. Bion giá này thì không bán được đúng không? Giá này đang hơi thấp.